con tem đắt nhất thế giới được định giá 15 triệu đô. Được phát hành chỉ với giá 1 xu, con tem Ballistic Guana hiện được định giá 10 đến 15 triệu đô. Con tem này đang được trưng bày tại London trước khi được đem bán đấu giá ở New York. Buổi đấu giá dự kiến được tổ chức vào ngày 8 tháng 6. Đây là con tem mà mọi nhà sưu tập đều đã nghe danh. David Lick, người từng phụ trách bộ sưu tập tem của Thư viện Quốc gia Anh, nói với Guardian: "Nó là Monisa Lisa trong mắt giới chơi tem", ông khẳng định. Con tem Ballistic Guana được phát hành năm 1856 tại xứ Guiana thuộc Anh, nay là nước Cộng hòa Hợp tác Guiana độc lập. Nó có giá trị 1 xu. Ở thời kỳ đó, tem 1 xu thường được dùng để gửi báo, do đó chúng thường bị vứt đi. Năm 1873, một cậu bé 12 tuổi tìm thấy con tem này trong tờ báo của người chú. Cậu bé nghĩ rằng con tem này có giá trị và bán chúng với giá 6 shilling, đơn vị tiền tệ cũ, có giá trị bằng 1/20 bảng Anh. Con tem được các nhà sưu tập mua đi bán lại trước khi vào tay bà tước Philip Ferrari, nhà sưu tập tem nổi tiếng đầu thế kỷ 20. Ông mất năm 1917 và để lại con tem cho nước Đức. Tuy vậy, con tem bị người Pháp lấy đi và đem bán đấu giá. Con tem tiếp tục qua tay nhiều chủ nhân, cho đến nhà thiết kế giày người Mỹ Stuart Weiman, chủ nhân hiện tại của nó. Trong cả 4 lần được đem đấu giá trước đây, Prestige Guana Saint Margherita đều lập kỷ lục con tem đắt giá nhất thế giới. Lần gần đây nhất là năm 2014, khi tem Weisman mua nó với giá 9,48 triệu đô.